Shop Trần Đạt xin chào tất cả quý anh em nha. Thì hôm nay mình rã một cái máy rim Thái nha anh em. Thì mình có ít cái đồ rã ra gửi lên cho anh em. Một số món thì do là khách dặn trước rồi cho nên là mình đã bán mất rồi. Ví dụ như là cái dên hay bộ lửa thì mình đã bán cho khách mất rồi. Chỉ còn lại một món này, bộ nồi này, bộ ba lốc, bộ lốc nhớt và bộ bình xăng con. Còn cụ đề cũng như là cái dên, bộ số thì mình đã bán cho khách rồi. Thì anh em nào chúng ta cần các món trong này thì anh em có thể quan tâm liên hệ đến mình. Thì bộ này là bộ rã xe của Dream Thái nha anh em nha. Thì nó gồm có lốc lốc lửa, lốc nồi và mang cá này thì rất là đẹp luôn. Sơn zin nha anh em. Lốc sơn zin nguyên bản hết. Đây, mình quay cho anh em coi ha. Nói chung là chày này kia là rất là ít nha anh em. Chày nó rất là ít cho nên là anh em mua về sử dụng đều rất là ok. Đó. Nước sơn là nước sơn zin nha anh em nha. Cái này thì có cái lốc nồi giữa nó bị chày một miếng ở đây. Còn lại thì rất đẹp. Đó, khẳng định với anh em luôn. Đây. Này, phía trên này anh em thấy không? Phía trên lốc là cực kỳ đẹp nha. Đó. Rồi, đây là lốc nhớt nha anh em. Lốc bơm nhớt rồi. Đó, lốc bơm nhớt rồi, mã AAP GB6 nha anh em. Ok đó nha anh em. Lốc rộng gì luôn. Rộng gì luôn nha. Đây, bộ bình xăng con của nó. Mã đầu 88 nha em. Bình rất đẹp. Đây, mã đầu 88 nha. Anh em thấy chưa? Có xăng GN5 nha em. Bình mã đầu 88 kênh hình T nha. Bình xanh lè luôn. Cực kỳ ok. Bình này lên xe bao không chạy xăng, bao garanti ok cho anh em kỳ thập nha. Đó, boe đẹp len keng luôn nè. Đúng mô rim Thái nha. Rồi và cuối cùng là bộ nồi. Đây là bộ nồi này. Đây, bộ nồi đây nha anh em nha. Bộ nồi này thì nồi rim Thái theo xe nha anh em. Nồi rim Thái theo xe mã còn này đời 98 97 98 nha anh em nha. Đây nồi sau này đát còn luôn đó, anh em thấy chưa, 27 tháng 10 1998 này, nó hơi mờ nhưng mà vẫn thấy được nha anh em. Nồi rất là đẹp, nồi còn rất là mới luôn đó. Bộ này thì thôi khỏi nói rồi anh em nha, rất là đẹp. Đúng nồi rim Thái đời đầu AP GN5. Nồi trước GN8 nha em. Rất ok. Bộ này nồi là đát còn nguyên nha. Nguyên bản đát cho anh em nè. Đát nguyên cho anh em. Đây. GBG này, thấy không? Đó, mã còn nguyên cho anh em hết nha. Chung là bộ này thì về anh em chúng ta sử dụng liền. Ủa ba càng rất đẹp nha. Ủa ba càng đi theo xe này anh em. Không có gì để nói rồi. Đấy, thì nồi mình cũng quay cho anh em đầy đủ như vậy. Nói chung bộ này thì rất VIP rồi. Anh em chơi đồ VIP thì liên hệ với mình ha. Đó, thì hôm nay giới thiệu cho anh em dàn đồ rim Thái. Anh em cần món nào thì liên hệ với shop nha. Xin cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Hẹn anh em ở những video tiếp theo nha.